Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn và hôm nay chúng mình gặp nhau trong bài câu hỏi, phỏng vấn và cách trả lời. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Chính nhì zì wǒ jiè shào yǐ xiā. Chính nhì zì wǒ jiè shào yǐ xiā. Chính nhì, xin mời bạn. Zì wǒ jiè shào yǐ xiā, xin mời bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình. Wèi shè me wǒ men gōng sī yīng gái xuǎn zhè nǐ? 为什么我们公司应该选择你? 为什么, tại sao 我们公司, tại sao công ty của chúng tôi 应该, nên 选择你, nên lựa chọn bạn? 因为我所学的专业很符合你们. 我很年轻, 我想为贵公司而努力. 因为我所学的专业很符合你们. 我很年轻, 我想为贵公司而努力. 因为, tại vì, 我所学的专业, cái ngành mà tôi đã học. 很符合你们, là rất thích hợp với các ngài. Ở đây, 你们 là 你们 公司, là rất thích hợp với công ty của các ngài. 我很年轻, 年轻 là còn trẻ, tôi vẫn còn trẻ. 我想为贵公司而努力, tôi muốn. 我想 là tôi muốn. Vậy ở đây là vì, vì quý công ty mà cố gắng nỗ lực. 因为我所学的专业很符合你们. Ở đây sẽ phải có một dấu phẩy. 你们 phẩy. 我很年轻. 我想为贵公司而努力. 你有几年的经验了? 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 经验 là kinh nghiệm, bạn đã có mấy năm kinh nghiệm rồi. 我刚刚毕业,所以经验不太多. 我刚刚毕业,所以经验不太多. 刚刚毕业 là vừa mới tốt nghiệp, 毕业 là tốt nghiệp. 所以, bởi vậy, nên, vì thế, 经验, kinh nghiệm, 不太多, chưa có nhiều. Tôi mới tốt nghiệp, nên chưa có nhiều kinh nghiệm. 我刚刚毕业,所以经验不太多. 但是我会赶快学习,努力工作,得到你的信任. 但是我会赶快学习,努力工作. Ở đây từ công作, từ 做 này là đã đánh sai rồi. Từ công作 này, từ 做 sẽ phải thay bằng từ 作业, trong từ 做, trong từ 作业, các bạn nhớ nhé. 得到你的信任, ở đây 你 sẽ nên thay bằng từ 您, thể hiện sự kính trọng đối với đối phương. 但是我会赶快学习,努力工作, 得到您的信任. 赶快学习 là nhanh chóng học hỏi, 努力工作, cố gắng làm việc. 得到您的信任, để có thể nhận được sự tín nhiệm từ ngài. 信任 là tín nhiệm. 我相信 公司会根据我的能力和贡献给予我适合的薪资。我相信公司会根据我的能力和贡献给予我适合适当的薪资。 相信 là tôi tin rằng công司 công ty 会根据 sẽ dựa vào, 根据 là dựa vào, 我的能力 năng lực của tôi. 和贡献, 贡献 là khả năng, cống hiến. 给予, để có thể xét. 我适当的薪资 là để sẽ xét việc trả lương thỏa đáng cho tôi. Tôi tin rằng công ty sẽ trả lương thỏa đáng tương xứng với thực lực và khả năng cống hiến của tôi. 为什么你选择我们的公司? 为什么你选择我们的公司? 为什么? Tại sao? 选择 là lựa chọn, 我们的公司 lại lựa chọn công ty của chúng tôi. 为什么你选择我们的公司? 在这我可以发挥自己的技能，尽一切能力达到公司的要求. 在这 我可以发挥自己的技能，尽一切能力达到公司的要求.
Tại chỗ là ở đây, tôi có thể phát huy, tự chỉ được chỉ năng phát huy những kỹ năng làm việc của chính mình. Chỉnh ý chế, năng lý, cố gắng hết sức, đạt đạo công sư yêu cầu, đạt đạo là đáp ứng, công sư yêu cầu đáp ứng yêu cầu của công ty. Tại chỗ, tôi có thể phát huy tự chỉ được chỉ năng. Chỉnh ý chế năng lý đạt đạo công sư tờ yêu cầu. Ở đây tôi có thể phát huy kỹ năng làm việc tốt nhất của mình để nhằm đáp ứng yêu cầu của công ty. Nǐ zài nǎr gè shà dà xuè bì yě? Nǐ de zhuān yè shì shěme? Nǐ zài nǎr gè dà xuè bì yě? Nǐ de zhuān yè shì shěme? Dà xuè là đại học, bạn đã Tại nào là trường tại nào cái đại học là ngôi trường nào bạn đã tốt nghiệp trường đại học nào. Chuyên nghiệp là chuyên ngành của bạn là gì? Nǐ de yǒu diǎn shì shěme? Chuè diǎn shì shěme? Nǐ de yǒu diǎn shì shěme? Chuè diǎn shì shěme? Yǒu diǎn là ưu điểm, chuè diǎn là nhược điểm. Ưu điểm của bạn là gì và nhược điểm của bạn là gì? 我的优点是老实，缺点是没有太多经验。我的优点是老实，缺点是没有太多经验。老实 là thật thà, mấy yêu thay tôi kinh nghiệm là không có nhiều kinh nghiệm. Ưu điểm của tôi là thật thà, khuyết điểm của tôi là không có nhiều kinh nghiệm. Nếu được đạo công ty được tin nhận, 我就努力工作，跟同事合作好。如果得到公司的信任，我就努力工作，跟同事合作好。如果得到公司的信任，信任 là tín nhiệm. Nếu nhận được sự tín nhiệm từ công ty thì tôi sẽ nỗ lực công tác, cố gắng làm việc, cân và Thống sự, hợp tác hảo, thống sự là đồng nghiệp, hợp tác hảo là hợp tác tốt, tôi sẽ cố gắng làm việc, hợp tác tốt với đồng nghiệp. 我有很好的沟通能力，有意志，也有责任感，我英语和汉语的听说写读技能都很好。 我有很好的沟通能力，有意志，也有责任感。 我英语和汉语的听说写读技能都很好。我有很好的沟通能力，沟通能力 là kỹ năng giao tiếp tốt. 有意志 là có ý chí, 意志 là ý chí. 责任感 là tinh thần trách nhiệm cao. 我的英语和汉语, 英语汉语 là tiếng Anh và tiếng Trung của tôi thì thính,说, đú, xỉa là kỹ năng nghe, nói, viết và đọc. Chỉ năng là kỹ năng, tôi hẳn hảo, đều rất tốt. Tôi có kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí và có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Anh của tôi và tiếng Trung thì các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều rất tốt. 我有很好的沟通能力，有意志，也有责任感。我的英语和汉语的听说写读技能都很好。 我最大的缺点是不分辨工作和娱乐。我最大的缺点是不分辨工作和娱乐。 我最大的缺点是不分辨工作和娱乐. Từ娱 này cũng đánh sai rồi, xin lỗi các bạn. Từ娱 này các bạn cứ đánh iu, chữ y dài, chữ u với cả thanh một, thanh thứ hai.娱乐 thì sẽ ra cái từ娱 đấy. 我最大的缺点是不分辨工作和娱乐. Nhược điểm, tối đa là lớn nhất, nhược điểm lớn nhất của tôi là không phân biệt được. Phân biệt là không phân biệt, không tách bạch rõ ràng được công tác, công việc và娱乐.娱乐 có nghĩa là giải trí.
娱乐的时候，我也常关心工作，因为我太爱工作。娱乐 từ娱này cũng đánh sai rồi, các xin lỗi tất cả các bạn. Nhưng mà我太爱工作，因为我太爱工作。娱乐的时候 là trong lúc giải trí thì tôi cũng thường quan tâm tới công việc. Bởi vì我太爱工作, vì tôi quá yêu công việc. Nếu như tại công việc trong công việc thì遇到là gặp phải, khuân nán là gặp phải việc rắc rối, ní zěn mě giải quyết, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như trong công việc gặp rắc rối, bạn sẽ giải quyết như thế nào? 我就跟老板啦公司，同事啦同业商量啦办法，找到得定下合情合理的办法得。Tìm ra một phương thức giải quyết hợp tình hợp lý nhất, hợp tình hợp lý là hợp tình hợp lý. 我就跟老板、同事商量，找到合情合理的办法。谢谢你来参与这次面试，3天内我们将有书信回答你。Từ này phải là từ "将", không phải là từ "trang" các bạn nhé, từ "将". 谢谢你来参与这次面试，3天内我们将有书信回答你。Từ này là sẽ phải thay bằng từ "将", ở đây cũng đánh sai rồi, xin lỗi tất cả các bạn. Đây là từ "trang", không phải là từ "将". 谢谢你来参与这次面试，3天内我们将有书信回答你。谢谢你来参与, là cảm ơn bạn đã đến tham dự. 这次面试 là tham dự buổi phỏng vấn này. Ở đây sẽ phải có một dấu phẩy. 3天内 là trong vòng 3 ngày. 我们将有书信. Su xin là sẽ gửi email hoặc là sẽ gọi điện. Ở đây su xin sẽ là gửi email hoặc là gửi thư thì sẽ nhiều hơn. Hồi tá nì là sẽ trả lời bạn. Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ trả lời bạn. Cảm ơn bạn đã đến tham dự buổi phỏng vấn này. Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ trả lời bạn, sẽ hồi đáp lại bạn, hồi âm lại bạn. 是，谢谢您，我真的很希望能在你们的公司工作。是，谢谢您，我真的很希望能在你们的公司工作。 是 là vâng, 谢谢您, cảm ơn ông, cảm ơn bà, cảm ơn ngài. 我真的很希望, tôi thật sự rất là hy vọng. Có thể, 能在 là có thể, 你们的公司工作, được làm việc trong công ty này, được làm việc trong công ty của các ngài. Bài học hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook và YouTube nhé. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.